chia sẻ thứ hai đó chính là về quy trình bán lẻ. Thì các bạn ơi, trước khi các bạn trở thành người bán hàng, có phải các bạn đã từng là khách hàng sử dụng qua sản phẩm hay không nào? Thì một lần nữa muốn các bạn xác định lại kỹ càng và rõ ràng về tư tưởng của chính mình nhé. Đó là các bạn đã tự tin tuyệt đối về chất lượng của sản phẩm hay chưa? Các bạn đã hiểu, đã tin vào chính sách, đường lối và phác đồ phát triển của công ty hay chưa? Các bạn đã tin vào thủ lĩnh, vào người dẫn đường của mình hay chưa? Và các bạn có tự tin về chính mình hay không nữa nè? Thì sau khi xác định rõ ràng và kỹ càng bốn niềm tin ấy để định hình củng cố lại tư tưởng rồi, thì các bạn nên dành thêm thời gian giúp muội học hiểu về sản phẩm của mình nha. Tại vì muội muốn các bạn là những chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và người bán hàng có đẳng cấp. Cập thành phần, công dụng, cách sử dụng, tên sản phẩm, trọng lượng của sản phẩm, ưu điểm vượt trội của sản phẩm, thời hạn sử dụng của sản phẩm. Đó, chúng ta cần phải nắm và nắm phải rõ. Cứ 3 giây là sẽ triển được hết tất cả những cái gì liên quan đến sản phẩm. Tại vì chúng ta đang là những cái người đi chia sẻ, những cái người đi tư vấn, những cái người truyền cái nguồn cảm hứng để cho tất cả mọi người thấy đã, thấy sướng và nhìn theo. Thì các bạn phải là những cái người nắm vững về tư tưởng và về kiến thức của sản phẩm ha. Để sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào hành động thực tế. Thì ở đây các bạn đừng đặt nặng vào cái vấn đề lợi nhuận ngay từ cái giai đoạn đầu nha mọi người nha. Vì những cái đó nó sẽ dễ làm các bạn bị nản nè, làm các bạn bị vấp ngã lắm. Và các bạn sẽ không tạo dựng được cái giá trị gì cũng như cái thành quả gì để trong cái chặng đường kinh doanh online hết á. Ở đây quan trọng là cái sức bền. Thì chúng ta phải xác định được kinh doanh online là về đường xa, đường dài, về tương lai chứ không phải là hiện tại. Đừng có muốn lấy lại cái vốn lợi nhuận của mình ha, rồi cái chưa làm được cái gì là bắt đầu nản, bắt đầu than rồi. Các bạn phải vượt qua được bốn căn bệnh nữa kìa: bệnh sợ, bệnh than, bệnh lười, bệnh nản đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành động để kiếm lợi nhuận nè. Cái thứ nhất đó chính là bán hàng bằng hình thức truyền miệng. Mình đang là cái người dùng sản phẩm tốt, mình biết được sản phẩm tốt thì mình tự tin mình chia sẻ đến với tất cả mọi người thôi. Họ dùng thì tốt cho họ, mà họ không dùng thì uổng phí đó. Mình cứ đặt nhẹ cái tư tưởng như vậy. Và nếu như họ chốt đơn liền á thì ok, rất là tuyệt vời. Còn nếu như mà họ chưa chốt đơn, bạn cứ hình dung như vậy nè: họ chưa đủ tự tin về sản phẩm của mình và mình, hoặc là họ vẫn còn sản phẩm cũ. Thì trong cái thời gian đó bạn phải tạo ra được những hình ảnh đẹp, bạn phải lan tỏa được chất lượng của sản phẩm bằng những cái phản hồi feedback của khách hàng để sử dụng qua sản phẩm, tạo luôn tạo mối không khí sôi nổi, nhộn nhịp, tấp nập ha. Rồi sau khi khách đã chốt đơn rồi thì mọi người sẽ nhắn nhủ với khách hai câu như thế này: chị ơi, khi nào chị nhận được sản phẩm chị vui lòng inbox cho em để em biết với nhé. Và trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu có bất kỳ vấn đề gì chị cần được hỗ trợ thì chị cứ inbox cho em để em giải đáp giúp chị nha. Rồi chúc chị luôn xinh đẹp, thành công, hạnh phúc này kia vậy đó. Thì bạn sẽ có một cái quyển sổ để mà ghi lại thông tin tên khách hàng và ngày khách hàng đặt hàng để khi chúng ta sẽ áp dụng cho chiêu thức tiếp theo ha. Thì khi sau khi khách hàng nhận được hàng rồi, khách hàng sẽ nhắn tin báo với bạn, thì bạn sẽ cảm ơn khách hàng và nói là chúc khách hàng sẽ đạt được kết quả thật tốt như mong muốn sau khi sử dụng sản phẩm của mình đó. Và một tuần sau khi khách hàng nhận được sản phẩm, bạn sẽ là cái người chủ động để mà nhắn tin hỏi thăm khách hàng để kêu về các bạn để xin feedback phản hồi chân thật, làm cái sự chứng minh để thu hút tất cả những cái khách hàng chưa mua sản phẩm của bên mình. Thì bạn sẽ nhắn tin: chị ơi, sau một tuần chị sử dụng trải nghiệm của sản phẩm của em rồi thì chị thấy như thế nào, chị có thể vui lòng cho em xin cái cảm nhận thật của chị được không đó. Thì khi mà khách hàng khen sản phẩm của mình, phải chăng mình đã có được một cái minh chứng thực tế, đúng không nào? Rồi mình sẽ
nói luôn với khách hàng, à chị ơi, vậy chị có thể đăng cái tết về cái phản hồi này và kèm cho em một cái tấm hình chụp tự sướng của chị với sản phẩm để mà tag tên em vô được không ạ? À? Tại vì em sẽ giảm 1%, 20% hoặc là em sẽ có một cái món quà tri ân chị để cảm ơn chị về cái phản hồi này. Khi mà khách hàng họ thấy được tặng quà, họ được giảm giá, họ rất là ok và vui lòng đó mọi người. Và quan trọng là bản thân chúng ta phải biết cách để mà chúng ta truyền tải, chúng ta kết nối. Và ở đây không phải là bán người bán hàng và người mua đâu, chúng ta sẽ tạo được một cái mối quan hệ, đó là chị em bạn bè thân thiết, có thể tâm sự, có thể chia sẻ với nhau về mọi điều ha. Đó là một cái con mồi tốt nhất để chúng ta có thể câu được những con mồi tiếp theo. Mọi người hình dung được không nào? Và chúng ta cũng nói luôn với khách hàng là chị ơi, chị đã sử dụng cái sản phẩm tốt rồi, chị muốn bán hay là kinh doanh gì với em đó thì chị cứ giới thiệu với bạn bè, người quen em sẽ chiết khấu hoa hồng cho chị nha. Và biết đâu đó được, nếu như mà chị muốn kiếm thêm thu nhập bởi kinh doanh online thì em có thể hỗ trợ giúp cho chị, đào tạo cho chị. Đó, chúng ta sẽ có những cái câu nhắn nhủ, có những cái câu hỏi thăm, có những cái câu chia sẻ như vậy để mà chúng ta sẽ giữ được cái khách hàng này, họ mua hàng, mua sản phẩm của chúng ta về lâu về dài và tạo được cái gọi là cái sự móc xích với nhau. Ví dụ như họ dùng tốt thì họ sẽ giới thiệu giúp cho chúng ta, và bạn bè người thân của họ sử dụng thì chúng ta sẽ có thêm được những cái tiềm năng khách hàng mới. Và cái điều mà các bạn cần làm nữa ở đây đó chính là thay đổi bản thân mình từng ngày nha mọi người nha, để minh chứng một điều rằng không phải đẹp mới bán được mỹ phẩm, mà bán được mỹ phẩm để đẹp hơn mỗi ngày, để tự tin hơn mỗi ngày, thì Mùi mong muốn rằng chính bản thân các bạn phải nhìn nhận, các bạn phải có cái sự nỗ lực chăm sóc để hoàn thiện bản thân mình, để minh chứng thực tế cho tất cả các khách hàng thấy rằng từ khi các bạn sử dụng sản phẩm, từ khi các bạn trở thành người kinh doanh online thì các bạn đã thay đổi lên từng ngày và đẹp hơn từng ngày. Thì đó là một cái điều rất là thành công của các bạn, mà không phải là tính về giá trị vật chất, đó chính là cái giá trị nhân văn mà chị em chúng ta sẽ có được trong cái hành trình phát triển kinh doanh online. Mọi người đã hiểu chưa nào?